Thưa quý vị, với nhiều hoạt động hấp dẫn, đảm bảo công tác an ninh an toàn điểm đến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách đến du xuân, vui chơi, nghỉ dưỡng tại thành phố. Tính chung trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, có tổng cộng 1.579 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Có 15 chặng bay quốc tế đến Đà Nẵng, 22 hãng hàng không khai thác các chặng bay quốc tế đến thành phố. Tôi chưa từng tới Việt Nam trước đó, đây là lần đầu tiên tôi đến. Tôi lựa chọn đến thành phố Đà Nẵng du lịch trong đầu năm mới là vì tôi đã thật sự muốn đến thành phố từ rất lâu, chứ tôi đã từng thấy những bức ảnh về các địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như cầu sông Hằng rất đẹp và một số tỉnh thành lân cận. Và tôi cũng ấn tượng khi thấy Đà Nẵng có những hoạt động tiếp đón rất thú vị, ý nghĩa cho năm mới. Tôi rất mong chờ vào chuyến đi du lịch này. Đặc biệt, vào ngày mùng 3 vừa qua, Đà Nẵng đã chào đón sự kiện đám cưới của tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại thành phố. Với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện đầu bếp từ Ấn Độ, sau khi mở các đường bay trực tiếp trong năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng. Du lịch Đà Nẵng xác định trọng tâm của thị trường Ấn Độ trong thời gian tới chính là những đám cưới xa hoa được tổ chức trong nhiều ngày với mức chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Chúng tôi lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới vì qua khảo sát thấy thành phố rất xinh đẹp, từ những cây cầu tuyệt vời, những bãi biển quyến rũ. Chúng tôi yêu thành phố ánh sáng này rất lộng lẫy về đêm. Bên cạnh đó còn có ẩm thực rất độc đáo. Trên hết khi làm việc với những người Đà Nẵng về lễ cưới, tôi cảm thấy họ rất hiếu khách, tận tình hỗ trợ chúng tôi rất chu đáo. Theo Sở Du lịch thành phố, tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023 đạt hơn 293.800 lượt khách, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số khách năm 2023, khách nội địa đạt hơn 230.400 lượt, khách quốc tế đạt hơn 63.300 lượt. Khách du lịch dịp này chủ yếu là khách lẻ, chiếm đến 60-70%. Khách đông nhất vào các ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết âm lịch. Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này là khu tổ hợp Mikazuki, Sinqua Paradise Hills, Công viên Châu Á, Danh thắng của Hòa Sơn, bán đảo Sơn Trà. Đến Đà Nẵng lần thứ nhất rồi, mình rất là ấn tượng với cái thành phố xanh sạch đẹp và ấn tượng với cái khu du lịch Paradise Hills. Thế cho nên là dịp này gia đình có một số anh em ở bên nước ngoài về, mình muốn chọn đến Đà Nẵng để tham quan lần thứ hai. Đến các cái điểm check-in như này mình thấy là thành phố chuẩn bị rất là chu đáo, đèn hoa đăng rất là đẹp và con người rất là thân thiện. Chúng tôi luôn chào đón và sẽ sẵn sàng để cung cấp cũng như phục vụ, đưa ra các cái dịch vụ tốt nhất để mà làm hài lòng du khách. Hy vọng trong năm 2023 chúng ta có thể tiệm cận được với cái mức tăng trưởng của du lịch so với lại cái thời gian trước khi dịch COVID-19. Với những tín hiệu tích cực về lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán, kỳ vọng du lịch Đà Nẵng trong năm 2023 sẽ khôi phục, phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.